trận đấu Mexico với Guatemala tại vòng bảng World Cup 2021 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 được bóng đá WAP cập nhật liên tục tỷ lệ soi kèo bóng đá, nhận định Mexico đã gây thất vọng ở trận gia quân khi bị Trinidad và Tobago cầm hòa không, không. Tuy nhiên, El Chi chắc chắn sẽ có chiến thắng đầu tay khi được gặp đội lót đường Guatemala ở loạt trận thứ hai vào sáng mai. Mexico vẫn duy trì được vị thế số 1 tại khu vực CONCACF. Họ bước vào World Cup 2021 với tư cách đương kim vô địch. Thậm chí, El chi còn thống trị sân chơi này ở mùng 4 tháng 6 giải đấu gần nhất vào các năm 2009, 2011, 2015 và 2019. Vì vậy, dù bị Trinidad và Am, Tobago cầm hòa ở ngày ra quân, song Mexico vẫn được đánh giá rất cao tại giải lần này. Thực ra, đó cũng không phải kết quả quá tệ của thầy trò huấn luyện viên Ghezado Martino. Đó dẫu sao chỉ là màn khởi động chiến dịch của Mexico, các cầu thủ của họ vẫn chưa bung hết sức, trong khi Trinidad và Am, Tobago cũng là đội bóng mạnh đồng thời quyết chiến ngay ở trận gia quân để nuôi hy vọng đi tiếp tại Gold Cup 2021. Chỉ có hai đội đứng đầu mỗi bảng giành vé vào vòng knock out, chứ không dễ dàng như Euro 2022 Copa America 2021. Có thể tin, đây mới là trận đấu mà Mexico bắt đầu thể hiện trong chiến dịch bảo vệ ngay vàng Gold Cup. Các ngôi sao của El Tri cũng đã nòng máy, qua đó sẽ thi đấu mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Với việc đối thủ chỉ là chú lùn Guatemala, khả năng Mexico có chiến thắng là gần như chắc chắn. Lưu ý. Guatemala đã trắng tay ở trận gia quân khi để thua rất chóng vánh không đến hai trước đối thủ không phải quá tầm El Salvador. Điều đó cho thấy Guatemala rõ ràng là kẻ lót đường tại bảng A. Mexico sẽ không chỉ thắng mà còn thắng đậm để chiếm ưu thế về hiệu số bàn thắng bại, yếu tố có thể quyết định cuộc đua giành ngôi đầu bảng giữa họ và các đối thủ còn lại.